Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em chuyên đề đầu tiên trong nội dung chương trình của các bạn. Chuyên đề ngày hôm nay là thầy sẽ giới thiệu với các em về rút gọn biểu thức chứa căn thức. Thế thì trong cái nội dung chuyên đề này, thầy sẽ hướng dẫn các em giải các bài toán liên quan đến rút gọn ở trong các cái đề thi của các em. Thế thì trong các cái đề thi dành cho các trường chuyên, thông thường là trong cái vòng thứ nhất, tức là các em có thể là thi các cái môn chuyên khác nhau, và môn chuyên nào thì cũng đều có môn toán cả, đúng không? Thế thì trong cái bài thi môn toán đó thì đa số đều có một bài toán đó là rút gọn biểu thức, và biểu thức đó thường là các phân số, đúng không? Có thể cộng trừ nhân chia, và đặc biệt là thông thường đều có căn thức. Đấy, thì trong cái nội dung chuyên đề này thì chia ra thành nhiều dạng bài toán, và bài ngày hôm nay là bài 1 rút gọn và tính giá trị của biểu thức. Đấy, thì trước khi vào bài thì thầy cũng rất muốn các em chúng ta lại chuẩn bị vở bút, và các em vừa nghe vừa ghi chép. Trong quá trình giảng bài thì các em có thể là chúng ta tạm dừng video lại, và các em sẽ giải bài toán, sau đó sẽ tiếp tục theo dõi video. Như thế các em sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Thì sẽ đi vào phần đầu tiên, chúng ta tạm gọi là một chút lý thuyết. Thế thì bài toán đặt ra cho biểu thức PX phần A nhỏ là tìm điều kiện để P có nghĩa. Phần B nhỏ rút gọn biểu thức P. Phần C nhỏ tính giá trị của P khi biết x bằng x không. Trong các cái bài toán trong đề thi thì người ta không phải là dừng lại chỉ ở việc tính giá trị p khi x bằng x không, mà bao gồm rất nhiều các câu hỏi phụ, chẳng hạn như là tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của p, tìm giá trị của x khi p bằng bao nhiêu đó, đúng không? Và trong các cái đề thi thì có thể là biểu thức chỉ có một đối số x, hoặc có thể biểu thức hai đối số là a b chẳng hạn như vậy. Thế thì trong cái nội dung ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào giải bài toán quan trọng nhất, đó là rút gọn px và tính giá trị của px khi x bằng một giá trị nào đó. Thì nội dung này rất là đơn giản, và thầy hy vọng là tất cả các em sau khi tham gia khóa học, sau khi tham gia làm học xong chuyên đề thứ nhất này, các em phải giải được chắc chắn là và có điểm tuyệt đối ở trong các cái bài toán liên quan đến rút gọn biểu thức chứa căn thức. Thế thì vậy trong cái bài này thì thầy sẽ ghi lại cho các em một số các cái vấn đề cần lưu ý để các em sẽ có cái hướng để chúng ta sẽ ôn tập. Với phần A nhỏ là tìm điều kiện để P có nghĩa. Vậy thì P có nghĩa khi nào? Với chương trình lớp 9 của các em thì chúng ta sẽ liên quan đến căn thức, đúng không ạ? Vậy P có nghĩa khi nào? Chúng ta có mấy cái điều lý như sau. Thứ nhất là căn thức có nghĩa. Căn thức có nghĩa. Căn thức có nghĩa là gì? Với một biểu thức có căn bậc chẵn thì giá trị của biểu thức trong căn phải lớn hơn hoặc bằng không, được chưa? Căn bậc 2k của A có nghĩa khi và chỉ khi A lớn hơn bằng không. Tức là căn bậc chẵn có nghĩa khi và chỉ khi biểu thức dưới dấu căn không âm. Rồi, ý thứ hai đó là gì ạ? Biểu thức dưới mẫu số phải khác không? Đó. Thông thường các em có hai cái dạng như vậy. Thông thường là như vậy.
Phần B nhỏ, rút gọn, biểu thức PX. Thế thì ở trong này thì các em có thể, chúng ta sẽ phải sử dụng các cái phương pháp biến đổi. Phương pháp biến đổi tương đương. Tức là chúng ta biến đổi các cái biểu thức đơn giản từ bước thứ nhất sang bước thứ hai, từ bước thứ hai sang bước thứ ba. Chúng ta biến đổi không có gì khó khăn cả, chỉ là cộng, trừ, nhân, chia, chuyển, vế, đổi dấu, đúng không? Rồi, các cái kiến thức mà các em cần phải nhớ đó là quy đồng mẫu số. Trục căn thức. Các cái phép toán khai phương. Và chúng ta phải lưu ý sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ. Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ. Đó. Theo biến đổi tương đương này, quy đồng mẫu số này, đơn giản rồi. Trục căn thức cũng đơn giản. Khai phương, tức là chúng ta trong những cái trường hợp mà các em có thể loại bỏ được căn thức đi thì chúng ta sẽ sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ. Thì trong cái phần này thầy lưu ý đến các em là rất nhiều bạn là không nhớ được hết cả các cái hằng đẳng thức đáng nhớ. Chúng ta khi mà gặp các cái biểu thức như vậy thì các bạn rất lúng túng, chúng ta dễ rất nhiều bạn là đưa ra kết quả là chưa chính xác. Thế thì các em phải cố gắng nhớ được các cái hằng đẳng thức này. Và chúng ta có 7 cái hằng đẳng thức cơ bản, ngoài ra thì cũng có thể có thêm được vài các cái hằng đẳng thức mở rộng. Trong cái nội dung chương trình lớp 7 thì các bạn đã được học 7 cái hằng đẳng thức đáng nhớ rồi. Thì tất nhiên bây giờ lớp 9 thì chúng ta cũng sẽ phải ôn luyện lại và nhớ một cách nó thành thạo các cái hằng đẳng thức đó. Nhắc đến các hằng đẳng thức đấy, các em phải biết ngay được cái đáp số và kết quả, đúng không ạ? Thế thì trong cái nội dung này thầy cũng sẽ đưa cho các em các cái hằng đẳng thức đáng nhớ. Thì các cái hằng đẳng thức đáng nhớ các bạn sẽ ghi lại một số các hằng đẳng thức sau. Hằng đẳng thức đáng nhớ, chúng ta có mọi ABC thuộc R thì các em sẽ có các cái hằng đẳng thức. Thứ nhất là A cộng B tất cả mũ 2 bằng A mũ 2 cộng 2 nhân với AB cộng B mũ 2. Thứ hai là A trừ B bình phương sẽ bằng A mũ 2 trừ 2AB cộng B bình phương. Thứ ba, A mũ 2 trừ B mũ 2 sẽ bằng A trừ B nhân với A cộng B. Tiếp theo, A cộng B tất cả mũ 3 sẽ bằng A mũ 3 cộng 3 A bình phương B cộng 3 A B bình phương cộng B mũ 3. A trừ B tất cả mũ 3 sẽ bằng A mũ 3 trừ 3 lần A bình phương B cộng 3 lần A B bình phương trừ B mũ 3. A mũ 3 trừ B mũ 3
sẽ bằng A trừ B nhân với A bình phương cộng AB cộng B bình phương. A mũ 3 cộng B mũ 3 sẽ bằng A cộng B nhân với A bình phương trừ AB cộng B bình phương. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Người ta gọi là 7 cái hằng đẳng thức đáng nhớ. Ngoài ra, thầy bổ sung thêm cho các em các cái hằng, hai cái hằng đẳng thức như sau: A cộng B cộng C tất cả mũ 2 sẽ bằng A mũ 2 cộng B mũ 2 cộng C mũ 2 cộng với 2AB cộng 2 lần BC cộng 2 lần CA. Rồi, A mũ 3, xin lỗi, A cộng B cộng C tất cả mũ 3 sẽ bằng A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 cộng với 3 lần tích của tổng hai số B cộng C nhân C cộng A. A cộng B cộng C tất cả mũ 3 sẽ bằng A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 cộng với 3 lần A cộng B nhân B cộng C nhân với C cộng A. Đó. Thì các cái hằng đẳng thức đáng nhớ này các em sẽ phải, chúng ta sẽ phải bằng cách này bằng cách khác, các em bắt buộc chúng ta phải nhớ. Đó. Thế thì trong cái biểu thức chẳng hạn như là các cái biểu thức thứ nhất và thứ hai thì các em sẽ thấy là đây là A cộng B mũ 2, đây A trừ B mũ 2. Thì ở trong cái biểu thức khai triển ra thì có cái sự khác nhau, đó là các cái dấu cộng và dấu trừ, đúng chưa? Rồi tương tự như vậy, A cộng B mũ 3 và A trừ B mũ 3 thì chúng ta cũng sẽ có các cái dấu trừ, dấu cộng là đan xen với nhau. Đó. Thế thì thầy một lần nữa thầy cũng nhắc lại các em, chúng ta sẽ phải nhớ các cái hằng đẳng thức này để chúng ta vận dụng. Vì trong bài thi các em không có nhiều thời gian để chúng ta nhân ra và khai triển để sử dụng đâu ạ. Chúng ta sẽ phải nhớ được và ngay lập tức các em sẽ viết ra và vận dụng cách chính xác. Về phần C của cái nội dung bài toán, tức là tính giá trị của Px khi x bằng x0, có nghĩa là các em sau khi rút gọn xong rồi đề bài cho x0 bằng bao nhiêu, các em sẽ thay cái biểu thức P với x bằng x0, có nghĩa khi chỗ nào có x thì chúng ta thay bằng giá trị x0, và x0 ở trong đề bài thì thường là một số cụ thể, được chưa? Đó, thì trong cái nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán đó là rút gọn biểu thức P và cộng thêm một cái phần rất nhỏ thôi ạ. Đó là tính giá trị của Px khi x bằng x0. Còn các cái nội dung khác liên quan đến phần rút gọn biểu thức thì chúng ta sẽ học trong các cái bài sau. Sau đây thì thầy sẽ đưa ra một số các cái ví dụ để chúng ta cùng giải cái bài toán này. Đó.